đi tham quan một vòng Terracotta, mình lên đường. Ô, sướng quá, được đi xe điện. Hả? Bi bò, em tập lái ô tô. Sau này em lớn, em lái xe đón con. Bi bò. Xin kính chào quý vị giả đến với kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại Tiết Cương đang đứng. Đó, quý vị có thấy sau lưng là gì không? Gừng Thông, Đà Lạt. Đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, màu lam tim Đà Lạt sương phủ mờ. Và đây sau lưng Tiết Cương đó chính là Terracotta. Hiện tại Tiết Cương đang ở check-in resort Terracotta thuộc địa phận thành phố Đà Lạt. Và đây hình như nó gần Hồ Tuyền Lâm quý vị ơi. Và đi từ ngoài dưới Sài Gòn mình lên á, thì tới nó trước quẹo trái vô rồi mới lên đèo, nó nằm giữa đèo Ren á. Và còn nếu mà từ Đà Lạt đổ xuống thì chạy khoảng chừng 7-8 cây đó quẹo phải vô nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong Terracotta để xem giá phòng và có những dịch vụ gì bên trong đó nha quý vị. Đó, bước vào bên trong đây là bãi đổ xe du lịch. View rừng thông rất là xinh đẹp. Đó, có chiếc xe điện. Chiếc xe điện này Thiết Cương nghĩ là để dịch vụ chở khách chạy vòng vòng, tại vì cái resort này rất là rộng lớn thưa quý vị. Bây giờ thì sẽ đó, xe điện chạy vòng vòng kìa. Đó, ở đây có các thú bằng đá để cho trẻ em chụp hình. Dưới kia là rừng thông. Và Tiết Cương nhìn thấy có một cái sân tennis. Đó, có một cái sân tennis ở phía dưới. Hoa rất là đẹp. Đó, ở đây là nơi để xe máy cho những du khách đi xe máy. Đằng kia có ông thợ cắt cỏ. Ồn quá ồn luôn. Ở đây. Đó, có vườn hoa để chụp ảnh rất là đẹp thưa quý vị. Giờ Tiết Cương sẽ đi vào bên trong. Ô, chào mừng tuần lễ vàng du lịch năm 2022. Quá đẹp quý vị thấy không? Cảnh Đà Lạt. Đà Lạt thì đẹp nhất là rừng thông, đồi núi chập trùng. Hoa hòe, hoa lá hẹ. Và đây có rất nhiều bồn hoa. Và Tiết Cương sẽ vào. Đó, đây là những phòng nghỉ nha quý vị. Và Tiết Cương sẽ vào bên trong để hỏi. Đây là lobby. Đó, đi tới đâu cũng bị cái ông cũng xịt cỏ. Rồi anh chào em. Để ngắm cảnh chơi đi. Rồi để anh vô anh hỏi giá lobby rồi em chở anh đi ngắm cảnh nha. Đó, đây là các dịch vụ du lịch. Tour 1 Thiền viện Trúc Lâm, tour 2 Thác Đa Tanya, tour 3 ga xe lửa, tour 4 thung lũng tình yêu. Đó. Tham quan ngoại thành Đà Lạt 530k một khách. Đó, tour 1. Chùa Mê Cà Phê Mê Linh, chùa Linh Ẩn, thác Voi. Nè, quá trời. Mấy này là các địa điểm du lịch tại Đà Lạt và ở đây có tour 380.000 một khách. Từ 8 giờ tới 1 giờ hoặc 1 giờ 30 tới 6 giờ như vậy. Đó. Tour 2 làng qua Vạn Thành. Thung lũng vàng. À, như vậy tôi hiểu rồi. 4 tour này nè là 380. Còn giả ngoại á là tới 530 lượng, mà có 2 tour, tour 1, tour 2 thôi, người chắc xa hơn. Ở đây gần hơn những cái tiền viện Trúc Lâm nè, đò biển sẽ vào 100. Đó, quá trời du khách luôn. Terracotta Chiếc Cương sẽ vào Chiếc Tân để xem giá phòng. Trả phòng 12 giờ có tour chậm luôn. Nhận phòng 2 giờ mới cho vô. 12 giờ mới trả phòng. Và đây bảng giá phòng. Phòng khách sạn Standa Superior Deluxe giường phụ. Đó. Standa có 21 phòng. 2,5 triệu một phòng nha quý vị. Giá ngày lễ là 3,2 triệu. 20. Đó. Ngày thường là vậy. Ô, có dự rẻ nhất là 2,5 triệu. Đó, còn Superior có tới 184 phòng lận. 2,6 triệu. Đó, Deluxe là 3,2 triệu phòng. Ngày lễ là khác nha quý vị.
đó. Còn phòng biệt thự á, một biệt thự là villa đó thì từ 3 triệu 4 triệu 4 triệu 9 5 triệu 6 triệu 2 đó đó. Biệt thự cao cấp hơn này Luxit nè, thì một số tên nè đó. Bắt đầu biệt thự lớn này chắc có nhiều phòng nè, 12 triệu 250 nè, còn ngày lễ 14 triệu 17 triệu 21 triệu, cao nhất là 21 triệu 870 ngàn một phòng nha quý vị, là romantic, là coi như là giá này là một lễ là 25 triệu 370 ngàn. Thì cái giá này là một phòng ở cả ngàn đô rồi đó, không hề rẻ nha. Ở qua đây hỏi cô tiếp tân này, những cậu đang làm việc, em cho anh hỏi ở đây có những dịch vụ gì, em có sân tennis hả, có hồ bơi không, rồi có gì nữa, có gym hả, rồi gì nữa hả, có karaoke hả, rồi gì nữa, à có vườn rau hả, vườn rau tới tham quan thôi hả, có cho ăn không? Rồi cảm ơn em. Đó, đây là lobby, quang cảnh lobby nha quý vị. Đây là vị trí của quầy bar, quá đẹp. Đó, ăn sáng thì ai muốn ăn ở ngoài thì ăn, ai muốn ăn trong thì ăn. Xin chào em. Rồi đây xin trình giấy phép thông hành mới được bước vào bên trong. Sao đây là view ăn sáng đó, ngoài trời rừng thông rất đẹp quý vị ơi. Vừa vô là thấy có được kem nha quý vị, ba loại kem, kem sô cô la, kem trà xanh và kem khoai môn. Vào đây thì có sốt sô cô la, dâu tây, đậu phụ để ăn với kem. Da u nha đam, chè đậu xanh, do gợt, da u nếp cẩm. Này Tứ Cương đi từ lưa nha quý vị, không theo thứ tự gì, mới đầu vô thấy gì quay đó. Bánh mì đó, bánh mì trang trí không ăn được đó, ăn vô là gãy răng gán chịu. Đây là nướng em, đây là nướng đó. Rồi bánh mì mơ tỏi, bánh mì bí gì, bí đỏ. Này bánh mì gì? Dạ, cái này là bánh chocolate với lại danh nếp, cái này gút xăng. Gút xăng là bánh mì đen hả? Dạ. À, Tiếp Cương được cô hướng dẫn viên xinh đẹp. Wow. À, cái này bánh mì gì em? Dạ, cái này bánh ngọt anh. Bánh ngọt. Bánh bông lan. Đó, cái này bơ, đậu phộng, mật ong, mút cam, mút thơm, mút dâu tây, dâu tầm quá trời. Qua đây là la xét, là có chuối, xài, dưa hấu, thơm. Ủa này đu đủ hả? Đu đủ phải chứ không phải xài như vậy. Này cái gì? Rau câu. Cái này nước lọc, chanh dây, dâu ổi, xoài, trà xanh, trà atiso, cà phê, sữa đặc, nước nóng, sữa tươi, sữa nền, ngũ cốc. Ngũ cốc, ngũ cốc 3 loại. Ngũ cốc ăn với sữa tươi ngon lắm. Và bây giờ sẽ qua đây. Bên đây là đó, củ dền luộc, cà rốt, khoai tây, này rau sống. Và Tiết Cương đi hơi trễ quý vị, cho nên đồ ăn đã bị vơ dần theo thời gian. Dầu giám Pháp, dầu giám Việt Nam đó, kim chi, rau sống, rau xanh, cà chua. Trứng gà ốp la, trứng gà ốp la. Đây sáng nay là nuôi sườn nha quý vị, nuôi sườn quá hấp dẫn. Đoạn trứng có cháo trắng, cháo thực phẩm, súp rau củ, cháo trắng, súp cháo thịt bằm, này súp rau củ. Ở đây có vịt muối, cá cơm kho, trứng muối, dưa chuột muối, trà bông. Cá cơm kho, bắp luộc,
khô gấp 3 cân 3 gỗ sông khấu, khoai tây xào hành, rau xào hạt cẩm, xúc xích nó chiếu à, này bánh bột lọc đó, ăn với nước mắm ngọt, này pate gan, này phô mai, thịt nguội hai món, rồi bên đây có xương nấu cà ri, nhìn hấp dẫn không, bò kho, thịt viên sốt cà, mì sốt thịt bằm, cơm chiên trứng, rồi xong. Đây cái bếp, cái này giống là nồi nấu cơm quá. Giờ sơ lược các phước cơ quyết định sẽ chọn món đầu tiên là cháo thịt bằm ăn. Ủa anh làm cái lóc hả? À đúng rồi, đói bụng quá, quay vòng đói quá đói. Em cho anh hỏi cái chén nằm đâu em? Dưới đây có cái chén. À, em múc giùm anh một chén cháo thịt bằm đi. Anh sống qua ngày đi, giờ yếu đuối quá rồi. Cái vợ sao phải khỏe thôi chú anh. Đó, Thúy Cương nhờ cô xinh đẹp lấy giùm một cháo thịt bằm. À đúng rồi, cho anh miếng tiêu luôn, cho giải cỏm. Rồi, cảm ơn em. Ủa cái này ăn này là mình đâu có cần ăn thêm những cái gia vị này phải không? Này là của cháu trắng phải không? Là của cháu trắng không? Rồi rồi, cảm ơn em. Bây giờ cô sẽ ẩm thực một chén cháo thịt bằm sống qua ngày quý vị ơi. Bây giờ bạn trẻ sẽ chở Thúy Cương đi tham quan một vòng Terracotta, mình lên đường. Ô sướng quá, được đi xe điện. Bi bò em tập lái ô tô, khao này em lớn, em lái xe đón cô. Bi bò đó, có ông xịt cỏ đó, đây có ông cắt cỏ, hai ông. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đảo một vòng xung quanh Terracotta để ghi view tặng quý vị khán giả. Đó, đây là view nhìn lên đồi thông từ dưới nhìn ra. Và bây giờ chúng ta đi xuống đồi núi chập trùng. Tại Chí Cường thấy có một chiếc Kia K3 với logo mới của Kia. Đấy, sân tennis. Đó, niềm đam mê của Thúy Cương sân tennis. Và dưới kia có cái sân gì nhỏ nhỏ em. À, cầu lông. Cầu lông và bóng rổ. Rồi. Ủa dưới có vườn rau là gì vậy em? Để tham quan phải không? Vườn dâu với vườn rau. Vườn rau với vườn rau. Đó dưới kia có vườn rau nha quý vị. Phải đi bộ mà Thúy Cương đang đi xe. Đây là những cái biệt thự mà nãy Thúy Cương có review cái giá phòng quý vị là từ 3 triệu mấy và deluxe là 21 triệu mấy. Và cao cấp nhất là romantic là 21 triệu mấy. Còn ngày lễ là 25 triệu mấy. Thì những cái biệt thự này chút xíu nữa Thúy Cương sẽ vào bên trong để xem có gì bên đó. Đó. Em nghe anh ơi. Nghe luôn, tôi nghe luôn. Đây là rừng thông. Và dưới kia là Villa Ven Hồ quý vị. Đó, rất là đẹp. Bây giờ mình đi đâu chứ em? Dạ em chở anh đi một vòng ven hồ dưới này. Ồ, được đi một vòng ven hồ. Quá đã, quá đã. Đó, đây là căn phòng biệt thự. Đường ven hồ. À, quá đẹp luôn. Hồ này gọi hồ gì em? Đây là hồ Tuyền Lâm, vậy là cái resort Terracotta này nằm bên cạnh hồ Tuyền Lâm, một hồ rất nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt. Hồ này có mấy cái dịch vụ bơi xuồng đạp dịch không em? Có bên kia quý vị thấy không? Có bơi xuồng đạp dịch bên kia kìa. Đó, Thúy Cương zoom lại. Đó. Rồi, bây giờ chạy ven hồ. À, cái đường này để cho khách họ đi một vòng phải không? À. Đó, quý vị nghe chưa? Đi tham quan một vòng này là bị tính phí. Riêng được Thúy Cương là em trai ưu tiên để mình quay review cho khu resort để
họ khách biết được những cái nét đẹp và Tiết Cương review đồ ăn sáng với một giá phòng với phòng ốc sẽ quay sao để tặng quý vị có một cái kiến thức và có một cái số gọi là thông tin về resort Terracotta nha quý vị. Nếu mà một cái tour chạy vậy mà của du khách là bao nhiêu tiền em? Dạ, thường là hai khách tới bốn khách là 100.000 anh. Có tài xế họ sẽ chở đi cho mình trong vòng nửa tiếng đi xung quanh đấy hết luôn. Ừ, đó là phải hai khách tới bốn khách là 100k. Cái này Tuyết Cương là được tặng miễn phí. Dạ, tối thiểu anh, còn nhiều khách hơn nữa thì nhân tiền lên. Đúng rồi. Đây, quý vị thấy không? Đây có một một cái bàn để ngồi uống nước nhìn ra bờ hồ rất là lãng mạn. Ủa em, mấy cái bàn này rồi mình nước mình kêu nhân viên đem ra hả? Nhìn qua hồ thấy không, có cá thì thấy không, thấy mấy chú cá đang bơi tung tăng không quý vị? Cá đó, đó có chú cá đó. Bây giờ là ba phóng xanh nhiều. Đúng rồi, cắm xuống hồ bơi lặn. Đó, nguy hiểm. Danger, no swimming or diving. Rồi, cái này view biệt thự này là nhìn ra bờ, view bờ hồ quý vị. Và mỗi một căn biệt thự này là giá từ mười mấy triệu đổ lên cho tới hai mươi mấy triệu. Trong đó thì chắc có nhiều phòng. Đây, một địa điểm check in. Đó, Sam Tiền Lâm. Đó, view để chụp cho các đôi tình nhân yêu nhau. Ủa, chữ Sam Tiền Lâm là gì em? Sam Tiền Lâm là cái đơn vị resort. À, bên kia có một cái resort hả? Wow, vậy là cứ rồi bên kia có cái resort là chung với lại Swiss Bell. Bên họ chuyên sân golf mà. Chuyên về golf. Quá đẹp quý vị thấy không, nên Đà Lạt mà ở cái resort này. Thì đa số khách ở bên em là toàn nhiều khi họ vô đây ở. Rồi đi qua bên đánh bên Swiss Bell đánh golf. Ở đây đúng là một nơi để quý vị nghỉ dưỡng. Đây thưa quý vị, đây là hoa cẩm tú cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người tôi mới biết cái hoa này. Quá đẹp. Hoa cẩm tú cầu. Đây thì mấy chú nhà vườn trồng cái một vàng đào này lâu lắm. Đâu, đào đâu? Dạ, đào ở đây nè. Nhưng mà mấy người kia đào đây quý vị. Mấy vùng này, thời gian cận Tết á, nó mở nở rực hồng mình mới đẹp. Mình đi chưa đúng mùa. Dạ. À. Có gì thì anh đi dịp Tết anh, nhưng mà anh đi sau mùng 15 một tí, chưa đừng đi Tết anh đi đồng đó, thoải mái lắm đó. Đây là vườn đào Đài Loan rất là đẹp quý vị, nhưng mà mình Tuyết Cương đi mùa hè nên đào không có nở. Tới mùa Tết là nên chỗ này nó nở rất hồng hết luôn. Trời, cái đường này mà đi ngay cái mùa ấy là đẹp lắm ha. Cái đó là hoa cẩm tú cầu ha. Rất là đẹp. Đây là một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng nha quý vị. Sau những ngày lao động mệt nhọc thì chúng ta có thể lên đây thư giãn, để thư giãn, nghỉ dưỡng, lấy lại năng lượng cho những ngày lao động sắp tới. Và buổi sáng quý vị thức dậy ở đây thì Tuyết Cương thấy nếu mà ở đây mà sáng vậy mà khách người ta có chạy bộ không em? Có. Đó, chạy bộ. Chạy bộ, thoải mái. Chạy bộ là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Có cái đường bên hồ nãy mình đi là thời chỗ dưới đó chạy bộ. Rồi bây giờ em chở anh lại cái villa chỗ của anh check in để anh quay cho quý vị khán giả coi nhé. Bây giờ thì em chở anh lại cái căn phòng của anh đi, để anh vô anh ghi view cho quý vị khán giả. Villa hoa anh đào. Đó, đây toàn bộ là villa không quý vị ơi. Cái này là 21 căn villa. 21 căn villa. Đây là Bình Vinh Okoga. Đâu, căn của anh đâu? Ồ, đây thưa quý vị, Bình Minh Okoga 2. Rồi, chào đây phải không? Rồi, cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Chở đi chơi bắt tay cái đi. Rồi, cảm ơn em. Em tên gì? Em tên Đạt anh ạ. Đạt, muốn nhớ coi clip này nha Đạt. Rồi, chào tạm biệt em. Rồi, giờ Tiết Cương sẽ vào bên trong để review có cái gì trên trong đó để cho quý vị biết căn phòng trong này là gì nha. Ten ten, đi vào thôi, đi vào thôi, cốc cốc cốc, Vân ơi mở cửa ra, ca ca ca. Đó, căn của Tuyết Cương cũng ven hồ, bên đây cũng có một cái căn. Vân ơi mở cửa ra. Wow, vô chúng ta sẽ có thấy một cái phòng khách
Đó, một cái bếp và một quầy ba. Ô, đây có toilet quý vị ơi. Ở dưới này có cái toilet. Đó, toilet. Đó, đơn giản thôi, ở đây không có phòng tắm, này là phòng khách thôi nha. Có cái tủ lạnh nữa nè. Đó. Quý khách lưu ý, chúng tôi thu phí vệ sinh phòng 3 triệu đồng, quý khách mang thức ăn bên ngoài vào tổ chức ăn uống trong biệt thự thôi. Đó, đi coi. Nghe cái hết dám ăn luôn đó. Này, đồ ăn nè, mình có thể view từ đây nha quý vị. Phí phục vụ 2 tiếng 1 triệu đồng các món ăn. Quá trời đồ ăn luôn. Ở đây sẽ có một cái bộ bàn ghế ngồi nói chuyện đó, như phòng khách. Có tivi, có tu chổng. Và đây ở dưới này có một phòng nha quý vị. Phòng 8111, ở dưới đất là một phòng. Và view nhìn ra bờ hồ, để tôi cứ mở cửa ra thôi. Đó, mở cửa ra. Đó, ngồi đây uống nước, ngắm bờ hồ rất là đẹp. Đó, để ngắm bờ hồ, hồ Tuyền Lâm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu. Ở dưới này có một phòng nha quý vị. Bây giờ sẽ lên lầu. Lên lầu. Đi lên lầu là đi lên lầu. Ngồi trên này có gì đây? Ôi, như là trên này có 3 phòng. Đó, đây là một phòng 8112, phòng 8114 và đây là phòng 8113. Thưa quý vị, như là trong đây là tổng cộng có được một bếp, một bar, một phòng khách và 4 phòng. Chúng ta sẽ vào bên trong xem phòng bên này có gì, trong này có gì nhé. Đây, Tiến Cương sẽ vào một căn phòng để xem có gì trong đó nhé. Mở cửa bằng thẻ từ. Vô lại 2 đôi dép để sẵn. Rồi, đây có một cái tủ. Để coi có gì đó nè. Có bộ đồ để mặc. Có cái dù nha quý vị. Cái dù nha quý vị. Rồi bây giờ Tiến Cương sẽ đi vào trong toilet. Quên, chưa cắm thẻ. Chưa cắm thẻ. Cắm thẻ mới vô bên trong toilet. Vào toilet thì có cái lavabo. Đó, một cái lavabo ngồi. Một phòng tắm đứng. Và có một bồn tắm. Đó, toilet là có một cái lavabo mà rửa mặt nữa nha quý vị. Rồi bây giờ Tí Cương sẽ vào bên trong xem. Có một cái giường bự khổng lồ. Một bộ ghế sofa để ngồi tiếp khách, phòng tương đối rộng. Có cái quạt máy. Tại trên đây phòng không có máy lạnh quý vị ơi, nên ra có cái quạt máy nóng quá, bật quạt gì đó. Và view nhìn ra bờ hồ rất là đẹp. Ở dưới chúng ta có thể thấy là có một Thế Cương thấy có một nhân vật nào mặc cái áo đỏ và đang đi bộ bên dưới, hành tung rất là bí ẩn. Mời quý vị khám phá. Đó, quý vị thấy không? Mình sẽ núp ra khung cửa, giống y như là thám tử vậy. Đó, mặc cái áo đỏ đỏ nha quý vị. Và Thiết Cương sẽ đi xuống dưới để khám phá coi nhân vật đó là ai. Đó, quý vị nhìn cái view, nhìn ra bờ hồ Tuyền Lâm rất là đẹp nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhân vật bí ẩn này là ai nhé. Rồi, Thiết Cương sẽ đi xuống quý vị ơi, để xem, khám phá coi. Ôi, Thiết Cương đã thấy người phụ nữ áo đỏ đang ngồi bên bờ hồ. Ai vậy ta? Quý vị có thấy người này quen quen không? Cô ta đang đàm đạo gì thế giới loài người? Quý vị có biết cô ta là ai không? Chứ Tiết Cương thấy dáng này quen lắm nha quý vị. Rồi, thôi, bây giờ Tiết Cương phải tìm cách lánh mặt cô ấy để cô ấy phát hiện ra hành tung của mình. Là không được, bởi vì chúng ta là thám tử. Chúng ta phải luôn luôn bí ẩn và bí ẩn. Đó, thấy áo đỏ không quý vị? Rồi, bí ẩn quá. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương check-in resort Terracotta và đã gặp một cô gái bí ẩn mặc áo đỏ bên bờ hồ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào. Ghê quá, ghê quá.